Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Càng tiền, Phạm Nhân Vượng chọc vòi hút máu nhân viên, điểm sụp đổ. Kết quả của rắn tự nút đuôi là cái chết. Khi doanh nghiệp mà đi bòn rút tiền lương của nhân viên của mình thì đấy là dấu hiệu doanh nghiệp đang gặp khó, qua khỏi bạo bệnh. Hiện nay FEC cũng như rắn bắt đầu đang hoạt động cầm chừng, với điều đáng nói là doanh nghiệp này lại nợ lương của nhân viên mình. Nhiều người vì chén cơm manh áo phải bám mà làm, nhưng công ty đã tìm đủ mọi cách để trừ tiền nhân viên, rất đau lòng. Trước đây khi mà Trịnh Văn Quyết trên đỉnh cao thành công trở thành nhân viên của FEC chính là niềm ao ước của rất nhiều người. Nhưng giờ đây thì nhân viên tháo chạy rất nhiều. Phần còn lại là không tìm ra nơi nào tá túc nên mới ở lại. Cực chẳng đã họ mới bám cho nhân viên FEC hiện nay khổ đủ điều. Đây là hình ảnh FEC đang lịm dần sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Các doanh nghiệp Việt Nam là loại doanh nghiệp sớm nở, tối tàn. Doanh nghiệp FEC nổi lên chưa tới 30 năm đã tàn, không thể nào bì được với những doanh nghiệp tại châu Âu tồn tại qua hàng trăm năm, đứng vững cả trong chiến tranh thế giới. Doanh nghiệp bất động sản Việt Nam là loại doanh nghiệp không bền vững nên nó không thể tồn tại lâu cho được. FEC, Vạn Thịnh Phát và Tân Hoàn Minh đều đang rất khát vốn để có thể tồn tại qua ngày. Nó đổ bệnh, nguyên nhân một phần vì tài chính, phần thời kinh doanh bất động sản cũng đang rất khó khăn. Có người thì nhận xét FEC, Vạn Thịnh Phát và Tân Hoàn Minh là hình mẫu chung cho các doanh nghiệp bất động sản. Sắp tới đây có thể Novaland và Vingroup cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tờ Thời báo chấm D đã có rất nhiều bài viết phân tích về tình hình tài chính rất bi đát của Vingroup. Tuy nhiên nhìn tổng thể chưa đủ mà phải nhìn ngay trong thân thể của Vingroup ra sao. Mới đây, Thời báo chấm D có nhận được thông tin từ một nhân viên của Vinhomes cung cấp. Bạn này cho biết nhân viên Vingroup đang là đối tượng để công ty bòn rút. Hành động này có thể nói là rất phi đạo đức. Đây là hình ảnh mới đây là trần tình của một bạn khuyết danh nhân viên của Vinhome City. Hiện nay, sức khỏe tài chính của Vingroup là rất yếu. Tại sao yếu thì ở đây Thời báo chấm D cũng xin tóm tắt lại. Đấy là hàng tồn kho quá lớn, không thể đẩy hàng để mà thu hồi vốn được. Có đến 66.000 tỷ đồng, tương đương với 2,7 tỷ đô la bất động sản đang ế ẩm. Không biết sẽ bán cho ai. Công ty VMI thì không gom được bao nhiêu tiền. IPO trên thị trường chứng khoán Mỹ chưa có tín hiệu gì tốt cả. Lỗi xe VinFast thì quá nhiều. Áp lực phải có vốn để xây nhà máy tại Mỹ đang đặt lên vai Vingroup, bài toán gần như bất khả thi. Một nguồn tin từ bên ngoài bế tắc, Phạm Nhật Vượng lại nhẫn tâm đè đầu nhân viên của mình để tước đoạt tiền mồ hôi nước mắt của họ. Bạn nhân viên này cho hay ông Phạm Nhật Vượng đã lập ra tổ camera rất hùng hậu. Ông giao chỉ tiêu cho tổ này phải phạt càng nhiều càng tốt. Riêng khu đô thị Vinhome City Time tại Hà Nội thì có đến 400 nhân viên. Điều đáng nói là ông Phạm Nhật Vượng ra chỉ tiêu bắt cho bằng được lỗi của nhân viên. Mỗi tháng phải kiếm cho ra 600 lỗi, tức là phải tìm ra 20 lỗi mỗi ngày. Một con số cực kỳ áp lực. Cách làm này được một nhân viên khác của Vinhome ví như là giao chỉ tiêu phải có 5% địa chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam thời cải cách ruộng đất. Vì chỉ tiêu này mà các cameraman săn lùng lỗi nhân viên và bắt chẹt họ để ra lỗi. Cách giao chỉ tiêu như thế này tạo ra cảnh cameraman đang chiến đấu với các nhân viên khác để giữ túi tiền của mình. Bởi cameraman sẽ bị trừ lương nếu không đạt được chỉ tiêu. Cách làm này làm cho nhân viên của Vinhome Time City cực kỳ khốn khổ, mà đặc biệt là những ngày giáp Tết. Đây là hình ảnh, nỡ lòng nào ông Phạm Nhật Vượng lại hút máu nhân viên đến thế. Sự bòn rút tiền lương của chính nhân viên của mình là cách làm vô nhân tính. Một khi đã bòn rút tiền nhân viên thì công ty cũng khó mà sống cho được. Không biết ông Phạm Nhật Vượng có hiểu được nỗi khổ của những nhân viên đang sống bằng đồng lương tháng hay không. Với khối tài sản đến hơn 4,1 tỷ đô la mà ông Phạm Nhật Vượng lại hành động như thế thì tự hỏi đạo đức của ông ở chỗ nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin Cạn tiền, Phạm Nhật Vượng chọc vòi hút máu nhân viên, điểm sụp đổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chặn phe chính kết nối Israel, Trọng Huệ quay đầu chầu Nga để trung thành với vũ khí đồng nát. Vũ khí đồng nát của Nga đã thể hiện rất rõ ở chiến trường tại Ukraine là không phải bàn cãi. Tưởng rằng trong có 72 giờ quân Putin có thể chiếm được cả Ukraine, nhưng nay đã qua một năm mà quân Nga vẫn chẳng tiến được gì, ngoài một số nơi đã chiếm từ trước. Nga nghèo, kỹ thuật kém đã không còn là ông lớn trong lĩnh vực vũ khí của thế giới. Nga là nước chào bán vũ khí khắp nơi, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Với vũ khí kém như thế mà Việt Nam không có chiến lược thay thế bằng loại vũ khí hiện đại hơn thì chẳng khác nào làm mồi cho Trung Quốc. Phe Nguyễn Phú Trọng lâu nay trung thành với Nga và Trung Quốc thì không cần phải bàn cãi. Họ dùng tư duy cuồng Nga để đưa Việt Nam phụ thuộc vào loại vũ khí đồng nát. Điều này rất nguy hiểm. Đây là hình ảnh ông Andrei, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga tìm gặp ông Vương Đình Huệ. Vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo báo chí cầm họng vào ngày kỷ niệm quân xâm lược Trung Quốc tràn vào Việt Nam, tàn sát phụ nữ, trẻ em và người già, phá nát cơ sở kinh tế, đánh sập cầu đường và đốt cháy làng mạc. Tuy nhiên, vì muốn làm hài lòng Trung Quốc, ông Nguyễn Phú Trọng đã bàn bạc đãi người anh hùng dân tộc và những vị quốc vong thân vào ngày ấy, một sự vô ơn không thể nào vô ơn hơn. Ông Trọng đã bán đi sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ và những người lính chiến đấu ngày ấy để làm vừa lòng Bắc Kinh. Ông Nguyễn Phú Trọng, người chủ xướng đốt lò trong nước, cũng là người dẫn đầu nhóm thân tàu, thân Nga, kéo theo những người mà Nguyễn Phú Trọng đang đào tạo để thay thế ông, cũng có chủ trương tương tự. Sự lớn mạnh của nhóm thân tàu, thân Nga làm cho Việt Nam ngày một mất đi quyền tự chủ và ngày càng phụ thuộc vào hai cường quốc hung đồ này. Vào ngày 17 tháng 2, ông Andrei, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đã tìm gặp bằng được ông Vương Đình Huệ để bàn về việc đẩy mạnh hợp tác song phương Việt-Nga trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính tiếp đại diện thương mại Hoa Kỳ và Katrina. Được biết, Nga đã giúp một tay để Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Và giờ đây, phía Nga sang Việt Nam để làm việc kiếm chút cháo bằng cách thuyết phục nhóm thân tàu thân Nga tiếp tục mua vũ khí và năng lượng của Nga. Trong tình thế Nga bị thế giới tự do cô lập mà nhóm thân tàu thân Nga kết nối phía độc tài Putin là đẩy đất nước đối diện với rủi ro cũng bị cô lập tiếp theo. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang giáo giết chặn đứng đường dây mua bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Israel là có ý đồ chặn sự kết nối của phe ông Phạm Minh Chính với phương Tây. Ngân sách quốc phòng Việt Nam gần 8 tỷ đô la, Nga chỉ ủng hộ một phiếu cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 mà được tiếp cận với núi ngân sách khổng lồ của Bộ Quốc phòng Việt Nam là một sự kết nối quá có lợi. Đất nước Việt Nam đang rất cần thoát ly khỏi thứ vũ khí đồng nát của Nga. Tờ Thời báo.de đã có một số bài viết nói về thứ tàu ngầm đồng nát kilo như là để cho có dự án mà kiếm trác đốt túi các quan chức. Loại tàu ngầm này rất lạc hậu, không thể gây khó khăn gì cho Trung Quốc. Dự án này chỉ lừa được người nhẹ dạ cả tin, không lừa được người hiểu biết. Đây là hình ảnh quyết chặn đường làm dây làm ăn với Israel. Phe của Nguyễn Phú Trọng đang dần kiểm soát tứ trụ, sắp tới khả năng cao là Võ Văn Thưởng sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước. Xem như ông Nguyễn Phú Trọng đã chiếm tới 75% ghế ở đây. Không biết rồi đây ông Phạm Minh Chính sẽ làm gì để chống đỡ lại phe ông Nguyễn Phú Trọng, bảo vệ cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang tẩu thoát. Vì bà Nhàn là một người rất quan trọng trong vấn đề môi giới mua bán vũ khí với Israel. Vũ khí của Israel thì rất hiệu quả. Israel đã trình diễn nó ở những lần đáp trả tổ chức Hồi giáo bên bờ Tây phóng rocket nhằm vào lãnh thổ Israel. Vũ khí Israel đã được tích hợp trí tuệ nhân tạo, còn gọi vũ khí Nga thì chỉ là khối sắt đồng nát cổ lỗ sĩ. Việt Nam dưới tay nhóm thân tàu thân Nga, đất nước sẽ không an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin chặn phe chính kết nối Israel, Trọng Huệ quay đầu chầu Nga, trung thành với thứ vũ khí đồng nát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de